Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là bé con đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với content của tựa game Honkai Star Rail và cái nhân vật mà mình sẽ nhắc tới ở trong cái video ngày hôm nay. Không ai khác thì đó chính là cái nhân vật mới xuất hiện ở trong cái phiên bản 2.0 này, đó chính là con nàng Black Swan. Black Swan là một nhân vật mới xuất hiện ở trong cái phiên bản này và đem một cái dấu ấn tương đối là mạnh mẽ, không chỉ bởi tạo hình rất là nóng bỏng mà bên cạnh đấy ấy, thì cái nguồn sức mạnh của cái nhân vật này thì nó là một cái ngưỡng sức mạnh mà theo như mình đánh giá là nó rất là cao và nó rất là ổn định. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta build cái nhân vật Black Swan nha. Ok, không phải làm mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video nào. Phần đầu tiên thì chúng ta nói về cái nhân vật Black Swan thì nó sẽ là về phần vết tích của nhân vật này. Thì với cái vết tích của nhân vật Black Swan thì các bạn sẽ cần phải nâng tất cả những cái chiêu thức mà nhân vật này có, bao gồm thiên phú, chiến kỹ, tuyệt kỹ, và thậm chí là các bạn sẽ cần phải nâng cả đòn đánh thường của nhân vật Black Swan. Tại vì với cái đòn đánh thường của nhân vật Black Swan thì bên cạnh cái khả năng gây sát thương thì nó sẽ còn thêm đó chính là cái xác suất cơ bản để khiến cho mục tiêu bị dính vào một tầng của dấu tích bí ẩn. Cái dấu tích bí ẩn này là cái tương đối là quan trọng với nhân vật Black Swan. Thế cho nên là cái xác suất cơ bản này là các bạn sẽ cần phải nâng lên và nó sẽ được tăng nếu như các bạn nâng cái level của đòn đánh thường. Thế nên là nó hơi khác so với lại những cái nhân vật khác mà chơi theo cái hướng dot, đó là các bạn không cần phải nâng đánh thường ấy. Thì với cái nhân vật Black Swan thì các bạn sẽ cần phải nâng cái chiêu này lên. Có thể là các bạn sẽ không cần phải nâng đến max đến 6/6, thế nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà tài nguyên cho phép thì anh em cũng nên nâng ở mức độ tương đối như là 4 hoặc là 5 để các bạn có thể lấy được cái xác suất cơ bản này nó cao hơn, và từ đấy thì các bạn sẽ dễ dàng để có thể là gắn được cái dấu tích biển này lên người của kẻ địch. Đấy là về tổng quan cách nâng vết tích của nhân vật Black Swan. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cái vết tích một, thì chúng ta sẽ bao gồm đó là thiên phú. Thì với cái thiên phú của nhân vật Black Swan thì mỗi khi kẻ địch chịu một lần sát thương duy trì vào mỗi đầu hiệp thì nó sẽ có xác suất cơ bản rơi vào một tầng của dấu tích biển. Và ở trong trạng thái dấu tích bí ẩn này thì mỗi khi bắt đầu hiệp thì kẻ địch sẽ chịu sát thương phong bằng cái tấn công của nhân vật Black Swan. Và tối đa thì các bạn có thể tích được 50 tầng của dấu tích bí ẩn. Và cứ mỗi một tầng của dấu tích bí ẩn thì bội số sát thương này sẽ được tăng thêm. Và cái lượng tăng thêm này nó sẽ phụ thuộc vào việc là các bạn nâng cái thiên phú của nhân vật Black Swan này lên. Thì các bạn nâng lên càng cao thì cái bội số này nó càng lớn. Đấy chính là cái hiệu quả đầu tiên của cái thiên phú. Tiếp theo nữa đó là nếu như các bạn có 3 tầng từ dấu tích biển trở lên, các bạn sẽ gây sát thương phong cho kẻ địch lân cận. Và đồng thời thì nó sẽ có thêm xác suất cơ bản để khiến cho mục tiêu lân cận rơi vào một tầng của dấu tích biển. Đây là với 3 tầng của dấu tích biển trở lên. Nếu như các bạn có 7 tầng dấu tích biển trở lên thì nó sẽ khiến sát thương duy trì gây ra sẽ bỏ qua 20% phòng thủ của mục tiêu cũng như là mục tiêu lân cận. Thì đây là cái rất là quan trọng đối với cái nhân vật Black Swan. Ở chỗ đó là các bạn sẽ cần phải lên cái stack của cái dấu tích biển lên càng nhiều càng tốt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là chiến kỹ của nhân vật này. Thì về chiến kỹ của nhân vật Black Swan, đó là sẽ gây sát thương phong lên kẻ địch chỉ định và mục tiêu bên cạnh dựa theo chỉ số tấn công của Black Swan. Và ngoài ra thì nó sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến cho mục tiêu và mục tiêu bên cạnh rơi vào một tầng của dấu tích bí ẩn. Và có thêm 100% xác suất cơ bản khiến cho kẻ địch và kẻ địch bên cạnh giảm đi phòng thủ và duy trì 3 hiệp. Cái giảm phòng thủ này thì nó sẽ được tăng thêm dựa trên cái cấp của cái chiến kỹ của nhân vật Black Swan. Các bạn nâng lên càng nhiều thì nó sẽ càng giảm nhiều phòng thủ. Đấy chính là cái về phần chiến kỹ. Tiếp đến chúng ta sẽ đến cái phần đó là tuyệt kỹ của nhân vật này. Thì với cái tuyệt kỹ của nhân vật Black Swan thì khi mà thi triển thì nó sẽ gây sát thương phong cho toàn bộ kẻ địch. Và đồng thời thì nó sẽ khiến cho kẻ địch bị rơi vào trạng thái đó là vạch trần, duy trì 2 hiệp. Ở trong cái trạng thái vạch trần thì sát thương phải chịu của kẻ địch sẽ bị tăng thêm. Và đồng thời thì cái kẻ địch mà bị dính cái trạng thái dấu tích biển ấy thì sẽ được xem như là cùng một lúc rơi vào trạng thái bào mòn, chảy máu, thiêu đốt và sốc điện. Và sau khi cái dấu tích biển này gây sát thương ở khi mà bắt đầu mỗi hiệp thì nó sẽ không làm mới số tầng. Và hiệu ứng không làm mới số tầng này sẽ tối đa kích hoạt được một lần trong thời gian duy trì trạng thái của vạch trần. Và nếu như trong trường hợp mà quái bị rơi vào trạng thái vạch trần một lần nữa thì nó sẽ làm mới số lần kích hoạt. Thì đấy chính là về cái bộ kỹ năng vết tích của cái nhân vật Black Swan. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái vết tích khi mà các bạn lên level của nhân vật Black Swan thì các bạn sẽ đột phá được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có rối loạn tâm can. Thì với cái rối loạn tâm can này là sau khi thi triển chiến kỹ tấn công vào kẻ địch chỉ định ở trạng thái bào mòn, chảy máu, thiêu đốt, sốc điện thì chúng ta sẽ có 65% xác suất khiến cho kẻ địch bị rơi thêm vào một tầng của dấu tích bí ẩn. Đấy là với cái vết tích đầu tiên chúng ta đột phá. Thứ hai là chúng ta có cái vết tích manh mối dưới đáy cốc, là khi mà kẻ địch vào chiến đấu thì sẽ có 65% xác suất cơ bản rơi vào một tầng của dấu tích bí ẩn này. Mỗi khi kẻ địch chịu một lần sát thương duy trì trong một lần tấn công của phe ta thì sẽ có 65% xác suất cơ bản rơi thêm vào một tầng dấu tích bí ẩn nữa, và tối đa thì sẽ được rơi vào 3 tầng trong một lần tấn công. Và vết tích cuối cùng khi mà các bạn đột phá nhân vật Black Swan lên
thì các bạn sẽ nhận được, đó chính là điểm bảo vệ ánh nến là tăng sát thương do bản thân gây ra, và mức tăng sẽ bằng 60% chính xác hiệu ứng tối đa khiến sát thương gây ra này tăng tổng cộng là 72%. Về cái vết tích này thì đây là một cái cực kỳ quan trọng đối với cái nhân vật Black Swan, và nó sẽ là cái để gia tăng cái lượng sát thương của nhân vật Black Swan này lên rất là nhiều. Cho nên là với cái chỉ số mà chúng ta build cho nhân vật Black Swan thì đó chính là chính xác hiệu ứng. Cái này thì lát nữa ở cái phần build chỉ số thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Về cái nón ánh sáng cho nhân vật Black Swan thì cái tốt nhất cho nhân vật Black Swan thì đó chính là cái chấn của nhân vật này, hút đúc ký ức thời gian. Thì cái chấn này nó sẽ cho nhân vật Black Swan có 40% chính xác hiệu ứng. Và ngoài ra thì các bạn sẽ còn được gia tăng thêm chỉ số tấn công, và cũng như là cái việc mà sát thương duy trì của nhân vật này gây ra ấy, nó sẽ bỏ qua phòng thủ của mục tiêu. Thì chắc chắn là đây sẽ là cái sự lựa chọn tốt nhất cho anh em rồi. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà anh em không có roll cái nón chấn, hoặc là các bạn roll nó không ra, thì một số những cái nón khác mà các bạn cũng có thể cân nhắc trong cái quá trình mà các bạn sở hữu thì các bạn có thể sử dụng. Thì đầu tiên có thể kể đến đó chính là cái chấn của Kapka. Chấn của Kapka thì nó sẽ khiến cho cái sát thương người trang bị gây ra tăng thêm, và đồng thời thì các bạn được gia tăng thêm cái tốc độ. Ngoài ra thì các bạn có thể là có thêm một cái trạng thái xói mòn khi mà các bạn tấn công một kẻ địch nữa, thì nó sẽ làm cho cái nhân vật Black Swan các bạn có thể gây thêm được một cái hiệu ứng xấu ở trên kẻ địch nữa. Thì đấy chính là cái tiếp theo, đó là chấn của Kapka. Một cái nón khác mà các bạn cũng có thể cân nhắc trong cái việc là cầm cho nhân vật Black Swan, đó chính là cái chấn của sói bạc cơn mưa tầm tã. Đấy là với những cái hàng 5 sao mà các bạn có thể sử dụng được cho nhân vật Black Swan. Còn nếu như mà các bạn không có những cái nón ánh sao 5 sao, những cái nón 4 sao cũng sẽ là những cái nón rất là chất lượng cho cái nhân vật Black Swan. Đầu tiên thì có phải kể đến đó chính là cái vai diễn bắt đầu. Thì đây chính là cái nón ánh sáng mới xuất hiện ở trong cái phiên bản 2.0. Và đây là một nón mà hoàn toàn là các bạn có thể kiếm được ở trong game ở mức tinh luyện 5 bằng việc là các bạn đi đổi ở trong cửa hàng sảnh đường. Đây là cái nón ánh sáng mà mới được cập nhật ở trong cái phiên bản 2.0 này. Cái nón này nó sẽ rất là ngon với nhân vật Black Swan ở chỗ đó là nó là một hàng FHP và gần như các bạn có thể sở hữu được cái mức tinh luyện 5. Và thứ hai là cái hiệu năng của nó sẽ cho phép là gia tăng thêm chỉ số tấn công và gia tăng thêm cái sát thương gây ra. Thì đây là hai chỉ số rất là phù hợp với cái nhân vật Black Swan. Thế nhưng mà với cái này thì có một cái mà theo như mình thấy ấy, đó là build cái chỉ số chính xác hiệu ứng nó không dễ dàng cho lắm. Thế nhưng mà nếu như các bạn là một người chơi F2P thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn theo như mình đánh giá là nó rất tốt đối với nhân vật Black Swan. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nón nữa theo như mình đánh giá cũng rất là tốt, đó chính là tầm mắt của con mồi. Đây thì chúng ta có thể coi đó chính là chấn của nhân vật Sampo. Thì với cái nón ánh sáng này thì các bạn cũng sẽ được gia tăng thêm đó chính là cái chính xác hiệu ứng, và đồng thời thì cái sát thương duy trì gây ra sẽ được tăng thêm. Thì hai cái chỉ số này thì gần như là hoàn toàn phù hợp đối với nhân vật Black Swan rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề của cái nón tầm mắt của con mồi này đó chính là việc là các bạn sẽ phải roll ở trong banner. Thế cho nên là với cái nón này thì không phải là ai cũng có thể là sở hữu được những cái tinh luyện cao. Có thể là các bạn sẽ chỉ sở hữu những cái tinh luyện như là 1 hay là tinh luyện 2, hoặc là thậm chí là các bạn còn không có sở hữu cái nón này. Thế cho nên là cái nón này nó cũng không thực sự là quá tốt nếu như trong trường hợp mà các bạn roll nó không ra. Thế nhưng mà nếu như các bạn đã có một cái nón này ở tinh luyện cao thì đây cũng là một cái nón mà các bạn có thể cân nhắc trong cái việc là sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cái nón nữa theo như mình thấy là các bạn cầm cũng sẽ rất là tốt, đó chính là cái nón của cái nhân vật sói bạc. Cái hàng này là hàng free. Cái với cái nón này thì các bạn sẽ được gia tăng thêm chính xác hiệu ứng, và ngoài ra thì khi mà các bạn tấn công kẻ địch bị giảm phòng thủ thì các bạn sẽ hồi được điểm năng lượng. Thì cái nón này cũng là một nón rất là tốt, nó cũng khá là phù hợp với những các bạn là F2P khi mà nó cho các bạn thêm chính xác hiệu ứng và nó cho các bạn thêm khả năng hồi năng lượng. Thế nhưng mà vấn đề của cái nón này đó chính là đây là một nón even. Và cái thời điểm hiện tại thì nếu như anh em không có chơi từ cái thời điểm có cái nón even này thì anh em sẽ không có thể sở hữu được cái này nữa. Nên là lúc đấy thì anh em có thể là sẽ quay lại với lại cái hàng mà mình vừa nói lúc vừa nãy, đó chính là cái vai diễn bắt đầu. Cái hàng này thì gần như là ai cũng có thể sở hữu được ở trong cái giai đoạn hiện tại. Chỉ có là cái hàng tầm mắt con mồi thì các bạn sẽ phải roll để lấy tinh luyện cao. Thế còn với cái chấn 4 sao của nhân vật sói bạc này thì các bạn sẽ cần phải chơi ở cái thời điểm mà có cái event này cơ, thì lúc đấy các bạn mới có thể sở hữu cái nón này được. Thì đây là những cái nón mà theo như mình thấy cũng rất là tốt đối với lại cái nhân vật Black Swan. Thực ra thì cái chúc ngủ ngon này thì mình thấy là các bạn cũng có thể cầm được. Thế nhưng mà với hiệu năng của cái chúc ngủ ngon này thì nó chỉ đơn giản đó là gia tăng sát thương cho cái nhân vật thôi, nên là mình thấy là nó cũng không ngon bằng cái hàng của Sampo. Là cái hàng này nó vừa có chính xác hiệu ứng và nó vừa gia tăng thêm sát thương duy trì. Cho nên là mình thấy thì cái hàng này nó sẽ ok hơn là so với lại cái chúc của ngon. Thế nhưng mà đây cũng là một cái mà các bạn cũng có thể cân nhắc trong cái việc là sử dụng. Nếu như các bạn không có sử dụng được những cái hàng ở đây thì cái chúc của ngon cũng sẽ là cái mà các bạn có thể cân nhắc là trong việc sử dụng. Nhưng mà nếu như đánh giá về những cái hàng tốt nhất cho nhân vật Black Swan thì với 5 sao thì mình nghĩ nó sẽ là chấn.
Thế còn với 4 sao thì mình nghĩ nó sẽ là vai diễn bắt đầu hoặc là tầm mắt ở con mồi. Tùy thuộc là các bạn có tầm mắt con mồi này ở tinh luyện cao hay không. Còn nếu như các bạn ở cái tinh luyện thấp thì các bạn sẽ nên sử dụng đó là cái hàng ở trong cửa hàng sảnh đường. Bây giờ chúng ta sang đến cái phần tiếp theo, đó là về di vật cũng như là vị diện chúng ta build cho nhân vật Black Swan. Về cái bộ di vật thì bộ 4 tù nhân ngục tối sẽ là cái bộ tối ưu nhất cho nhân vật Black Swan, khi mà nó gia tăng chỉ số tấn công và cũng như là nó gia tăng được thêm cái sát thương khi mà nó bỏ qua phòng thủ của kẻ địch. Đấy chính là cái bộ ngon nhất cho nhân vật Black Swan ở giai đoạn hiện tại. Ngoài ra thì nếu như các bạn chưa có cái bộ 4 ấy thì các bạn có thể cân nhắc đến cái việc là mặc các cái bộ mic. Về các cái bộ mic thì các bạn có thể mic những cái bộ là tăng tấn công, hoặc là các bạn có thể mặc những cái bộ như là tăng tấn công và sát thương nguyên tố phong, thì đây đều là những cái bộ mic mà các bạn đều có thể sử dụng. Thế nhưng mà bộ 4 tù nhân cùng tối thì mình thấy sẽ là tối ưu nhất. Thế còn thì về cái bộ vị diện thì theo như mình thấy là có một số những cái bộ vị diện mà các bạn có thể là sử dụng được, tùy vào cái vũ trụ mô phỏng mà các bạn đang farm ở quất mấy thì các bạn có thể ưu tiên được những cái bộ khác nhau. Đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng cái bộ đó là công ty liên doanh liên ngân hàng. Cái bộ này thì các bạn sẽ farm ở quất 5 bởi vì nó sẽ cho các bạn thêm cái chỉ số đó là chính xác hiệu ứng, và ngoài ra thì nó sẽ cho thêm cái chỉ số tấn công dựa trên chính xác hiệu ứng nữa. Thì đây là một bộ mà các bạn cũng có thể farm được nếu như các bạn có cái chỉ số ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái bộ 2 Glamour, cái bộ mà các bạn sẽ đi farm ở quất 8. Thì đây là bộ mà nó cho phép các bạn gia tăng chỉ số tấn công và gia tăng thêm cái chỉ số sát thương gây ra nữa. Chỉ có điều là bộ này thì các bạn sẽ cần phải build tối thiểu là 135 tốc độ trở lên để các bạn có thể là lấy được cái stack từ cái bộ này. Đấy chính là cái bộ tiếp theo mà các bạn có thể mặc. Ngoài ra thì nếu các bạn vẫn có thể sử dụng những cái bộ khác, theo như mình thấy có thể đó sẽ là cái bộ trạo không gian. Thì cái bộ này các bạn có thể sử dụng tạm trong trường hợp là các bạn đang có những cái chỉ số đẹp. Thế còn sau đấy thì các bạn sẽ đổi sang những cái vị diện khác như là công ty liên doanh, hoặc là các bạn có thể đổi sang Dollar Glamour, là những cái vị diện mà các bạn có thể cân nhắc các bạn sử dụng. Về cái build chỉ số cho nhân vật Black Swan thì như mình có nói lúc vừa nãy, đó là cái thiên phú điềm báo dưới ánh nến này là cái thiên phú rất là quan trọng, khi mà nó gia tăng sát thương của nhân vật Black Swan gây ra dựa trên chỉ số chính xác hiệu ứng, và tối đa nó sẽ gia tăng được 72%. Tức là nếu như tính ra cái chính xác hiệu ứng thì các bạn sẽ phải build 120% chính xác hiệu ứng. Nên là nếu như mà để tối ưu cái thiên phú này thì các bạn sẽ cần phải build 120% chính xác hiệu ứng cho nhân vật Black Swan. Cái chính xác hiệu ứng các bạn sẽ cần phải build này là 120%, ít nhất là trong cái giai đoạn hiện tại thì các bạn sẽ cần phải tối ưu đến cái chỉ số đấy. Và với cái việc mà các bạn cần phải build 120% chính xác hiệu ứng, nên là cái di vật mà các bạn lựa chọn cho nhân vật này cũng như là vị diện thì chỉ số chúng ta sẽ lấy như sau. Áo thì chúng ta sẽ lấy một cái áo đó chính là chính xác hiệu ứng. Giày thì các bạn sẽ lựa chọn đó là một giày tốc độ. Với cầu thì các bạn sẽ lựa chọn đó là một cầu nguyên tố phong, hoặc là các bạn có thể lựa chọn một cầu tấn công. Các bạn sẽ lựa chọn cầu nào cũng được, quan trọng là cái dòng phụ này thì các bạn có cái nào đẹp hơn. Và dây thì các bạn sẽ lựa chọn một cái dây tấn công, có thể là các bạn sẽ sử dụng cái dây nạp, thế nhưng mà mình thì mình thích sử dụng cái dây tấn công hơn là cái dây nạp. Đấy là cái về phần chỉ số mà các bạn build cho nhân vật Black Swan ở dòng chính. Thế còn về dòng phụ thì các bạn sẽ build cái chỉ số đó là chính xác hiệu ứng mà các bạn tối ưu lên 120, sau đó là các bạn nâng thêm vào tốc độ, sau đó là các bạn nâng cuối cùng đó là vào tấn công phần trăm và tấn công số. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là về lựa chọn đội hình. Về cái lựa chọn đội hình cho nhân vật này thì có một số những cái đội hình mà các bạn có thể cân nhắc sử dụng tùy vào cái nhân vật mà các bạn sở hữu. Nếu như các bạn là một người chơi F2P thì mình nghĩ đây sẽ là một cái đội hình tương đối là tốt dành cho anh em, đó là các bạn sử dụng Black Swan này, sử dụng ở đây cùng với đấy đó là Asta. Bên này thì các bạn sẽ sử dụng đó chính là nhân vật Servo, cũng là một cái nhân vật mà các bạn có thể add dam DOT, và slot hồi máu ở đây thì các bạn lựa chọn đó là Natasha. Thì đây là một cái đội hình gần như là hoàn toàn các bạn sử dụng các cái nhân vật cho sẵn, đó là F2P. Đội hình này tất nhiên thì nó sẽ không khỏe lắm, thế nhưng mà nó sẽ phù hợp với những các bạn là người chơi F2P mà thôi. Nếu như các bạn có nâng cấp được thêm đội hình thì có lẽ đây sẽ là cái đội hình mà các bạn sẽ ưu tiên hơn, đó chính là Mami Kapka. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn một cái nhân vật mang thịt nướng búp, thì có thể nó sẽ là Tinh Jun, hoặc là các bạn có thể lựa chọn Ruan Mây. Nếu như các bạn có Ruan Mây thì sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất nhé. Nhưng mà ở trong đội hình này thì mình đang không có Ruan Mây, cho nên là mình sẽ sử dụng tạm đó chính là Tinh Jun. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một số những cái nhân vật búp khác nếu như các bạn có, ví dụ như là Asta thì nó cũng là một cái sự lựa chọn mà các bạn có thể là sử dụng được. Thế còn với slot hồi máu ở đây thì Huhua sẽ là sự lựa chọn theo như mình thấy là nó ok nhất. Tại vì Huhua thì nó có khả năng đó là gia tăng thêm cái sát thương của nhân vật cùng hệ, cũng như là nó có khả năng đẩy cao tốc độ và tấn công cho toàn bộ team. Thì đấy chính là cái về phần đội hình mà chúng ta build cho nhân vật Black Swan. Nếu như các bạn không có nhân vật Mami Kapka thì nhân vật khác các bạn có thể đưa vào được, có thể kể đến như là Sapo, hoặc là các bạn có thể đưa những nhân vật như là Gunaifeng vào. Thì nó cũng là những cái sự lựa chọn theo như mình thấy thì nó tương đối là tốt dành cho nhân vật Black Swan. Chỉ có điều là với cái nhân vật nếu như các bạn đưa vào là
Guinevere hay là với Sampo ấy, thì hai nhân vật này thì các bạn sẽ cần phải cố gắng là build cho nó khỏe một chút, hoặc là các bạn sẽ phải sở hữu được những cái tinh hồn, cái tinh hồn cao một chút, thì lúc này thì nó sẽ đi được với Black Swain nó sẽ tốt hơn. Thế còn nếu như điều kiện cho phép thì Kafka sẽ là một sự lựa chọn gần như là tối ưu cho cái team này rồi. Ok, và đấy là phần đội hình dành cho nhân vật Black Swain. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo, đó là về phần lựa chọn tinh hồn cho nhân vật này. Đầu tiên thì với cái tinh hồn 1, đó là Black Swain ở trạng thái có thể chiến đấu thì kháng thuộc tính phong, vật lý, hỏa và lôi, tương ứng của kẻ địch ở trong trạng thái bào mòn, chảy máu, thiêu đốt, sốc điện lần lượt giảm 25%. Thì đây là cái tinh hồn cực kỳ ngon, và nếu như các bạn nào mà đang cân nhắc là nhân vật Black Swan các bạn nên lấy ở tinh hồn 1 hay là các bạn nên lấy chân trước, thì mình khuyên anh em là nên lấy cái phần đó là tinh hồn 1 trước. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với cái tinh hồn 2, đó là khi kẻ địch ở trạng thái dấu tích bí ẩn bị tiêu diệt thì có 100% xác suất cơ bản khiến cho mục tiêu ở gần rơi vào 6 tầng của dấu tích bí ẩn, thì đây cũng là một cái tinh hồn ngon. Thế nhưng mà điều kiện đây là nó sẽ yêu cầu đó là các bạn sẽ phải tiêu diệt kẻ địch, nên là nhiều khi nếu như các bạn chỉ đánh với một con thôi, hoặc là cái thời gian tiêu diệt của nó rất là lâu, thì cái tinh hồn này thì nó cũng không thực sự là quá tối ưu lắm. Với tinh hồn 4 thì các bạn sẽ có một cái hiệu năng tương đối là tốt và rất là mạnh, đó chính là ở cái trạng thái vạch trần thì kháng hiệu ứng của kẻ địch giảm đi 10%. Ngoài ra thì khi mà kẻ địch bắt đầu hiệp hoặc là bị tiêu diệt ấy, thì sẽ hồi phục điểm năng lượng cho Black Swan. Và cuối cùng chúng ta có tinh hồn 6, đó là khi kẻ địch bị đồng đội của Black Swan tấn công thì Black Swan sẽ có 65% xuất sắc cơ bản khiến cho mục tiêu rơi vào một tầng của dấu tích bí ẩn. Và mỗi khi Black Swan khiến kẻ địch rơi vào dấu tích bí ẩn thì lại có thêm 50% xác suất cố định, khiến số tầng dấu tích bí ẩn nó cộng dồn tăng thêm 1 nữa. Tức là với cái tinh hồn 6 này thì các bạn sẽ lên được cái số tầng của dấu tích bí ẩn rất là nhiều, và càng lên nhiều thì cái sát thương bội số của nó càng tăng do cái thiên phú của cái nhân vật Black Swan mà chúng ta đã theo dõi từ trước. Đó là cái số tầng này các bạn cần gia tăng thêm, thì thứ nhất là các bạn từ 7 tầng trở lên các bạn được giảm phòng thủ này, và thứ hai thì cái bội số của cái số tầng này nó còn được gia tăng thêm dựa trên cái stack mà chúng ta có của dấu tích biển. Thế cho nên là mình thấy là cái tinh hồn của nhân vật Black Swan thì thực sự rất là có lợi, và nếu như cái tài chính của các bạn cho phép thì việc đầu tư thêm các cái tinh hồn của nhân vật Black Swan thì nó sẽ đem lại một cái lượng sát thương hay là những cái lượng giá trị rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như tài chính của các bạn không có quá nhiều, hoặc là các bạn đang muốn để dành cho các nhân vật khác, thì cái tinh hồn 1 sẽ là cái tinh hồn mà mình khuyến khích anh em sở hữu cho cái nhân vật Black Swan này. Ok, và trên đây đó là cái video hướng dẫn của mình về cái build của nhân vật Black Swan. Hy vọng là thông qua cái video này thì anh em đã biết cách để build cái nhân vật Black Swan này, và anh em đã roll nhân vật này hay chưa? Đánh giá của anh em như thế nào về cái nhân vật này thì hãy để lại ý kiến của anh em xuống dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ thì nếu như anh em thấy thích video thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên ấn nút đăng ký cũng như là ấn nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye!